Hồ đâu anh em ơi, mượn đồng hồ đây. Súng mẹ. Mọi người chia sẻ đi, đủ 100 người thì chia sẻ luôn cho mọi người cùng xem nhá, chứ mất công người đợi người chờ. Mất công người đợi người chờ nhá. Ngồi xuống. Chào mọi người nhá. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ nhá. Đủ 100 người thì chúng ta bắt đầu học nhá. Chúng ta bắt đầu chia sẻ cho nhau nhá. Sáu năm người rồi, thêm 35 người nữa đi, chỉ luôn cả thẻ này. Mọi người live stream thả chim mạnh lên nào, thả tim mạnh lên, đúng rồi, thả tim mạnh lên nào. Đưa đồng hồ đây nào. Đây chiếc xe center này. Chiếc center này giờ đang trong tình trạng mất lửa nha anh em nhá. Đây chúng ta sẽ vào chúng ta đo lại đây. Chúng ta thấy coi nào. X-Center đang trong tình trạng mất lửa nha mọi người nha. Bây giờ tôi sẽ kiểm tra xem là mất lửa hay là mất full. IC có bị hay không? Này chúng ta coi nào. Đứng ra. Đây chúng ta chuẩn bị cái đồng hồ ra đây. Đây là cục Mobinson, đúng chưa? Rồi, bây giờ xe này trong tình trạng đề không nổ nè. Đề không nổ nhá. Rồi, đề không nổ. Vậy thì bây giờ chúng ta kiểm tra lửa đúng không? Nhưng bây giờ không cần kiểm tra lửa nữa. Chúng ta chỉ cần bị cái động đồng hồ thôi. Lấy cái đồng hồ dí vào cục Mobin thôi là biết xe có lửa hay không. Thử lại cái nè. Đang quay thầy Rồi chúng ta sẽ chuẩn bị một cái đồng hồ có hiệu UT33D nha. Đồng hồ này bây giờ các bạn mua của Tiến Bình Dương thì được đồng hồ chính hãng nha. Còn mua các đồng hồ khác Tiến không dám chắc nha. Rồi chúng ta để ý này, những cái đồng hồ có chữ à NCV. Rồi chúng ta chọn đồng hồ về NCV. Không cần que đo nha. Rồi chúng ta dí cạnh mô bên sườn như thế này. Từ từ. Chúng ta khởi động đề. Từ từ nhá. Đứng ra đi. Đứng ra không? Chúng ta bấm đề này. Thì bây giờ chúng ta quan sát này. Tắt đèn đi cho dễ, cho mở này. Rồi. Thì anh em để ý này, lấy cái đồng hồ này dí thẳng trực tiếp vào mô bên sườn hoặc dây cao áp cũng được. Nếu như đồng hồ khi mình bấm đề, nếu lửa mạnh thì nó sẽ lên từ 2 gạch trở lên, còn nếu lửa yếu nó sẽ có 1 gạch, hoặc là không có gạch nào thì coi như là mất lửa, được chưa? Rồi chúng ta sẽ khởi động đề nha. Rồi anh em bấm đề đây. Đó thì xe này chắc chắn là đang mất lửa. Không lên gạch nào hết. Đề đi. Rồi không lên gạch nào hết. Rồi. Được rồi, ok. Rồi bây giờ tôi sẽ ra một cái xe trong tình trạng còn lửa. Rồi. Chơi hẳn SH cho nó ghê gớm này. À con nào biết này được này. Rồi, gạt lên. Cái remote xe nào biết đâu? Remote xe nào biết đâu anh em? Đây. Thì cái xe nào biết nha, chúng tôi tháo cái trục buji ra đã, tôi bỏ ra đi để cho anh em dễ hình dung. Rồi. Đó. Rồi bây giờ tôi sẽ xe là trong tình trạng không nổ này, nhưng mà tôi kiểm tra là xem có lửa, xem là IC có đánh lửa ra mobin không ha. Chúng ta sẽ chọn đồng hồ vào thang đo đó là chúng ta bấm đề này.
Từ từ đi em, à, cái remote đâu? Đây đây, mở ra. Đây đi. Rồi bây giờ bật khóa lên đi. Rồi, chúng ta bấm đề này. Bấm đề đi em. Đấy, đó. Rồi được rồi, được rồi, được rồi. Đó chúng ta thấy là đồng hồ đã báo 3 gạch. Có nghĩa là xe này lửa đang rất là tốt nha anh em. Đồng hồ báo 3 gạch là lửa tốt, còn 1 gạch là lửa hơi yếu thì yếu có thể là do tua hoặc là mu bin kém. Rồi, bây giờ được 3 gạch. Rồi bây giờ thì có nghĩa là xe đã nổ rồi đấy. Bây giờ tôi sẽ để cho xe nổ được này. Tôi cắm lại cái chụp muji lại thì anh em sẽ thấy này. Đừng có bật đèn không nhìn gì hết. Rồi chúng ta bấm đề này. Đó các bạn thấy không? Lửa rất mạnh, ok. Đó, dí trực tiếp vào cục mô bin nha. Rồi anh em thấy bài này thế nào, hay không ạ? Hay thì chia sẻ mạnh video này cho mọi người cùng coi nha. Rồi tắt. Đó, được chưa? Thì đó là cách kiểm tra lửa tự động. Không cần phải đo que, không cần phải tháo cái gì hết á. Bây giờ xe vào không nổ đúng không? Zimway cũng vậy, anh em chỉ cần dí cái đầu NCV này vào cục mô bin sườn, bấm đề. Nếu nó lên từ 2 gạch trở lên là lửa tốt, dưới 2 gạch là lửa yếu yếu ngáp ngáp nha. Đấy. Rồi chúc anh em thành công nha. Bây giờ chúng ta ra sửa lại con F150 ha. Rồi con F150 sửa lại chưa? Rồi đứng ra thầy coi nào. Rồi bây giờ là chúng ta nhìn đây, chúng ta thử lại nè. Rồi chúng ta đề lại nè, đề. Đó, đừng kéo ga, đừng kéo ga. Rồi thì các bạn đã thấy là không, bình nó đã yếu điện rồi. Đó, các bạn thấy không, như cái tình trạng như vậy là lửa chập chờn này. Đó, đang lửa không đủ ha. Rồi thay bình khác đi em, kẹp cái bình mới vô. Đấy thì chúng ta thấy không, rất thực tế. Thực tế ở chỗ là gì, nếu mà lửa chập chờn thì nó sẽ giải dấu hiệu là lúc có gạch lúc không. Đó, còn lửa đều là lửa sẽ đánh phanh phạch 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 phạch. Ok ha. Cảm ơn mọi người nha. Mọi người thấy hay là được rồi. Hay là thấy vui à? Mọi người thấy hay là tôi vui à? Tất cả những đồng hồ nào mà đo được cái này là ok, là coi như đồng hồ chính hãng nhá. Còn đồng hồ không đo được là đồng hồ giả hãng đó. Nhớ liên hệ tiếng Bình Dương nha. Em lấy tay em giữ luôn đi. Lấy tay giữ luôn, khỏi ốc, lấy tay giữ luôn đi. Chắc vào. Nhanh lên. Ờ, để đi. Đó. Rồi, từ từ dừng lại này. Thì chúng ta thấy không ạ? Ví dụ như con xe này đang trong tình trạng, tôi lấy ví dụ này, đánh ban này. Tại sao chúng ta đề nó có một gạch thì có nghĩa là có dấu hiệu muốn nổ rồi đó. Đúng không? Nhưng mà giờ chúng ta đề này mà nó không có này, đề đi. Đó, chúng ta thấy này. Đó. Mất lửa. Đề đi, cứ đề đi. Đó. Đó, lúc nào thấy không? Không có gạch là xe đang mất lửa. Rồi, dừng lại. Vậy thì đấy, chúng ta thấy là con xe này có dấu hiệu là lúc có lửa lúc không, đúng không? Lúc có lửa lúc không. Đó, đó là cái lý do mà mất lửa. Này cắm chút nào đi. Đó thì chúng ta thấy không ạ? Lúc có lửa lúc không, đúng không ạ? Rồi, vậy thì bây giờ có nghĩa là chúng ta đang xe này đang bị bệnh là lúc có lửa lúc không. Rồi, sau khi mình sửa chữa xong. Sau khi mình sửa chữa xong, rồi bây giờ chúng ta đề thì nó sẽ lửa có mạnh ngay. Ok không mọi người? Đó. Mọi người thấy sao? Quá mạnh. Đặc biệt là động, đừng ga nữa, đừng ga nữa. Đặc biệt là đồng hồ có cả chuông, trật tự đi, đồng hồ có chuông kêu nha anh em. Đó, khi mà lửa mạnh thì đồng hồ sẽ có kêu tiếng kêu tít 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 nha, chuông kêu nha. Cái này được gọi là chuông to sóng khỏe đấy. To trong vườn đấy. Này anh em cố gắng quan sát lại này nghe này. Đó. Anh em có nghe tiếng đồng hồ kêu không ạ? Nghe tiếng đồng hồ kêu không? Này nghe nè. Mọi người nghe tiếng đồng hồ kêu không ạ? Anh nghe tiếng đồng hồ kêu mình lớn đi. Chắc là phải làm cái nữa rồi. Ờ mua thêm cái nữa thôi, mua thêm cái nữa rồi. Chứ không em có cái em có chức năng này rất là ok. Rồi ok. Rồi anh em ai có câu hỏi gì thì cứ comment ở bài viết dưới nhá. Hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo. Bây giờ anh em thấy đâu có hỏi có chức năng đâu này. Đồng hồ này không có chức năng này. Không có à? Đồng hồ này 700.000 nhưng mà không có chức năng bằng đồng hồ đó đâu mọi người nhá. Thua. Thua. Mua cái nữa đi. Đồng hồ này giống cái màu đỏ không thầy? Giống giống em. Ok. Ừ. Muốn nó màu đỏ thì em muốn nó màu đen là em bỏ cái bảng bỏ cái áo màu đỏ ra là nó thành màu đen em ạ. Đây này em này. Đó.
giống nhau mà, thấy không? Mình live stream là mình phải là ảo ảo thì anh em nó vui. Cho nên là từ nay trở đi anh em sẽ đo lửa, không cần phải tháo chụp buji ra nữa, rất nguy hiểm và làm mất thời gian. Mình cứ dí trực tiếp có lửa hay không biết luôn nhá. Một gạch trở xuống. NCV. Hay đấy. Rồi cảm ơn Mạnh Cương. Quá hay đúng không? Cái vỏ thôi nhỉ, cái vỏ này. Thì sao ướt nhỉ kia mua à? Bồ. Ủa cái này chỉ cho chị ra gì? Chị bồ có nước. Rồi, chào anh em nha. Chúc anh em một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân nha. Thắng Trần ơi, thứ chủ nhật thầy lên tận Bình Phước thầy mang cho em 5 cái, ok chưa?